Rồi, hỏi gì hỏi đi em. Dạ, là em đang tính tìm cái hàm truyền của cái hệ Ball and Land đó thầy, hệ bóng 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 hình gì á Ball and plate hả? Ball and plate em tìm cái phương trình toán học của hệ phương trình toán học của nó đúng không? Dạ đúng rồi. Ủa mà cái đó liên quan gì tới cái đề tài của mình đâu ta? Dạ Em là nhận em làm làm project ha? dạ project nữa thầy. À, làm project Dạ của bọn mình đó hả? dạ rồi chắc riêng rồi cái chia là riêng nữa thầy. Cái này thầy chưa làm clip nhưng mà có điều em lên trên mạng em đánh Ball and plate I double E. Nè Môn em đánh như vậy nè. Nói chung là cái này em phải tự tìm tài liệu đó chứ thầy chưa làm tới cái đó. Đợi thằng xíu.